Ngọc Hân xin kính chào quý vị và xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân một lần nữa được hân hạnh tiếp chuyện với chị Ngọc Nhi, chị là tổng giám đốc của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Ngọc Hân xin chào chị Ngọc Nhi. Chào Hân và chào quý khán giả. Chị em chúng tôi xin phép sẽ không nhắc tới những sản phẩm collagen của những công ty khác nữa, mà chị để giới thiệu với quý vị dòng sản phẩm collagen mới nhất của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Như quý vị biết đó là tại sao người ta gọi là Amino collagen powder, nghĩa là cái loại collagen này đó nó gấp 3 lần các loại collagen bình thường. Thì thưa quý vị, ở thị trường có những loại collagen đó là người ta để lên tới 7.000 mg hay là 5.000 hay là 3-4.000, thậm chí họ dám lên tới 10.000 mg lận. Mà thưa quý vị, cái đó là cái bột collagen bình thường thôi. Họ có thể chiết xuất từ những cái loại cá hoặc là đia hoặc là gà hoặc là da heo, mình không biết được, tại vì miễn là có chữ collagen là họ làm đúng lực rồi. Đó. Nó có thể để lên cái nồng độ tới 5.000, 7.000, 10.000, nhưng mà collagen từ cái gì và cái chất gì đó trộn lẫn trong đó, thì cái điều đó quý vị phải cần tìm hiểu quan trọng. Trên cái hộp ở bên cái phần mà ingredient list, bên cái thành phần mà chất dinh dưỡng đó, quý vị nên xem cho kỹ. Tôi phải lấy cái chất đó, nếu mình sợ là mình bị người ta gạt mình đó, thì mình bấm cái chữ đó vào internet, vào Google search, thì nó sẽ hiện lên cái chất đó là làm cái gì cho da, có thế nào cho da. Thì cái đó là tự quý vị tìm hiểu, không có cần quý vị nghe chúng tôi nói trên đài hay là nghe những người mà ba hoa nói hơi quá mức về cái sản phẩm của mình. Quý vị tự tìm hiểu. Thì thưa quý vị, những cái chất mà có trong cái sản phẩm collagen powder này đó, thì cái nhà nghiên cứu ở Nhật ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Ngoài trừ mình làm đẹp, phải phục hồi cái sức khỏe về tóc, về da, về xương, và nó tái tạo lại cái làn da mình. Đặc biệt nhất nó tạo ra chất B3, mà B3 hiện giờ người ta khẳng định rằng nó là thần dược của cái làn da. Nó phục hồi cái vết nhăn thật là nhanh và đồng thời làm mờ những vết tàn nhang đồi mồi. Thì trong cái loại này nó có những cái chất tự nó tạo ra cái B3 của cơ thể mình. Thì cái chữ Amino Collagen Powder, cái chữ đó là quý vị hiểu được là nó, cái nồng độ collagen đó, nó gấp mấy lần. Ví dụ như ở đây là chỉ có 2.000 cái amino powder thôi, nhưng tính ra là collagen bình thường nó gần 10.000. Là bởi vì nó lên gấp mấy lần. Nó nghĩa là nó là một cái DNA của collagen. Chứ không phải là collagen bình thường nữa. Thành ra thưa quý vị, khi mình đọc cái này đó thì ông như nói rằng là cái người bên Nhật đó chỉ có nói rằng hiện giờ thị trường có những cái loại như là người ta làm một cái tube, một cái bịch giống như vậy nè. Mà người ta quảng cáo tới 7.000, 5.000. Thì cái người mà chính hãng sản xuất á, cái hãng Face Label này là cái hãng sản xuất nổi tiếng nhất về collagen ở Nhật. Thì thưa quý vị, người ta có được những cái giấy tờ là chứng nhận là cái manufacturing của nó đứng đầu ở Nhật. Và là sản phẩm là sang trọng nhất và tốt nhất. Thì người ta nói với chị rằng không cần, mày có thể để 15.000 mg collagen trong cái bịch này cũng được, nhưng mà là chỉ là powder bình thường thôi. Chỉ là dạng bột bình thường thôi. Đúng rồi, nó không có cái giá trị nhiều bằng chỉ 2.000 cái amino thế này. Thì thưa quý vị, trong cái 2.000 cái amino collagen này đó, thì có những cái chất mà những sản phẩm khác không có được. Và họ vì cái lợi nhuận, ví dụ như em ra các cái tiệm mà ở thị trường Mỹ, một hộp collagen bự như vậy nè, đúng không? Cũng collagen powder có mấy đồng bạc thôi. Nó quá rẻ. Vì thế quý vị sẽ so sánh một cái như vậy là cũng cả 1-2 đồng rồi, tại sao một cái hộp bự như vậy có 5-10 đồng thôi. Quý vị, yes, đó là collagen, nhưng mà là collagen powder bình thường. Nó hoàn toàn không có những cái DNA trong đó, nó đã chiết xuất như là những như miếng bột thôi, rất là ít. Còn một cái tip như vậy, quý vị dùng á, thú vị, nó gấp 5 đến 10 lần những cái loại collagen thông thường ở thị trường. Tại vì sao? Tại vì nó là amino. Và như Ngọc Hân có nói quý vị đó, những cái chất trong đó đó, thì Ngọc Hân xin lặp lại với quý vị đó, là quý vị có thể nhìn lên màn hình. Thì thưa quý vị, trên cái sản phẩm này đó, nó có những cái chất như là giảm cholesterol và giảm chất béo cho quý vị, và giúp quý vị ngăn chặn các tế bào lão hóa. Thứ gì nó thể loại trừ độc tố khỏi cơ thể để giữ cho cái làn da mình nó khỏe mạnh. Và những cái chất này nó đã được an toàn FDA chấp thuận là được bỏ vào thực phẩm. Thì thưa quý vị, trong cái những chất bỏ trong cái sản phẩm này thì đã được FDA chấp thuận cho vào thực phẩm. Rồi cái đến nữa đó là nó làm quý vị tăng cái hấp thụ cái khoáng sản, như là tăng hấp thụ cái chất ví dụ như những cái chất như là chất calcium, những cái chất mà quý vị có thể lấy được từ ăn đồ biển đó, quý vị, khoáng sản đó. Thì Ngọc Hân nghĩ cái chất mà quan trọng nhất mà chị em phụ nữ, và không, Ngọc Hân nghĩ không chỉ có chị em phụ nữ đâu, mà các quý ông khi mà lớn tuổi, ai cái xương nó cũng sẽ từ từ nó bị rỗng và nó bị bào mòn, thì ai cũng cần chất canxi, tức là chất calcium cả. Thì này nó sẽ giúp cái cơ thể của mình nó hấp thụ
cái chất calcium nó nhiều hơn và hữu hiệu hơn. Đúng rồi. Cái nữa là cái chất fish collagen peptide, là một cái chữ peptide là gì, là tinh chất của cái collagen, mà từ cái fish là nó tốt nhất và nó an toàn nhất. Thưa quý vị, cái peptide này thưa quý vị, giống như là bây giờ mình biết là nó có DNA, tiếng Việt mình gọi là ADN, thì peptide là những cái, nghĩa là cơ thể của mình là làm từ DNA, nhưng mà DNA là từ peptide thưa quý vị, là từ những cái nhỏ, còn nhỏ hơn là DNA nữa. Thì đây là những cái tinh chất của những cái tinh khiết nhất của collagen. Thành ra là đó là lý do tại sao mà chị Ngọc Nhi có chia sẻ với quý vị là 2000 của amino collagen powder này nó có thể tương đương với nhiều ngàn của những cái chất bột collagen bình thường khác mà quý vị có thể mua trên thị trường, mặc cho dù người ta có quảng cáo đao to búa lớn mà nghĩa là hoàng hậu rồi quân vương gì đó và thiếp gì đó thì không cần biết, nhưng mà khi mà quý vị so sánh cái chất lượng sản phẩm thì có lẽ là còn hơn. Nghĩ bây giờ đó chị Ngọc Nhi, người tiêu dùng rất thông minh rồi. Yes, họ rất là thông minh và họ rất là sáng suốt, bởi vì càng ngày thì họ càng tìm cách, những cái cách và những cái nhiều phương thức khác nhau để mà họ tự giáo dục cho họ, để mà họ tìm những cái thông tin để mà họ chị biết. Chị nghĩ đó là cái người tiêu dùng bây giờ rất là thông minh là bởi vì người ta bị lừa nhiều quá. Nó đó là sự thật rất là đau lòng. Quý vị ở trên TV, trên Internet, trên radio, ở tất cả các đài đều quảng cáo sản phẩm của chúng tôi là the best of the best, thì nói rất là hoa mỹ và nói rất là, nó hẳn là dùng nghe kêu là lắm, nổ lắm, nghe đó. Rất là kêu. Nhưng khi chị ngồi chị nghe chị nghĩ ôi trời đất ơi, tại sao mà họ nói mạnh miệng như vậy. Thì thưa quý vị, thì từ những cái lời nói mạnh miệng đó gan quá, thì người tiêu dùng mình từ cái sự thật thà nói sao nghe vậy trở nên dè dặt và thông minh hơn, thì nhờ những nhà quảng cáo nổ đó. Thưa quý vị, bây giờ quý vị đó, một cách tục như chỉ đó là không cần nghe ai hết, lấy cái hộp mua về, bấm cái ingredient list từng cái chữ lên trên internet, rồi enter dịch ra cái nghĩa tiếng Việt là cái gì, và chất đó nó là cái gì. Mình có thể vào web MD mình tìm cũng được. Thì thú vị rõ ràng rạch rồi hết. Thì trở lại với sản phẩm này, thì ngoài cái trừ những cái chất Ngọc Nhi nói hồi nãy, bây giờ nó tới là fish collagen peptide, thì Ngọc Hân có nói với vị rồi là một cái chất tinh chất, một cái chất dường như là DNA của collagen, là nó làm cho mình giảm nếp nhăn, săn chắc da, đặc biệt nó làm sáng da, giữ ẩm, và chính nó phục hồi lại collagen trong cơ thể của mình. Mà để mình uống vào và nó tái tạo thêm lên để cho mình tăng lên, rồi nó đổi mới cái làn da, tóc, chống lão hóa. Và thưa quý vị, những cái chất trong này đó nó tạo ra cái vitamin B3 để chính da quý vị, bảo vệ lấy da quý vị, chứ không cần phải đi là mình xức kem hay là mình mua những B3 mà mình tác động thêm vào. Rồi thưa quý vị, những chất này đó nó lại giúp cho quý vị là loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể quý vị, thì nó giúp quý vị giảm cholesterol và ngăn ngừa cholesterol, thì những sản phẩm khác nó không có được những cái đó. Thưa quý vị, cái sản phẩm này là Ngọc Nhi rất là hài lòng. Những cái hài lòng ở đây, thứ nhất là nó rất là nhiều chất, mà nó là một cái loại collagen bột từ DNA, tinh chất, từ tinh chất, và nó chiết xuất rất là kỹ. Và cái hài lòng thứ nhì là những cái chất trong này người ta đã nghĩ tới ngoại trừ làm đẹp quý vị, làm cho quý vị có thêm là bổ chắc cái xương, rồi tăng cường thêm những cái chất cho cơ thể quý vị đẹp và khỏe. Và cuối cùng nữa là cái giá thành. Thưa quý vị, một cái hộp như vậy quý vị mua nó chỉ bằng phân nửa cái hộp collagen drink thôi. Nhưng mà quý vị dùng được 30 ngày. Nếu mình dài một ngày một bịch, của mình một ngày hai bịch thì dùng được 15 ngày. Nhưng mà cái kế nữa là nó tiện vô cùng. Hiện giờ là ở tất cả những cái gym, ở dùng local, thì người ta bắt đầu mua cái này để mà người ta bán cho trong gym, để mà người ta giống như là tập thể dục tới cửa là có một cái bịch xé bỏ vào bình nước là cầm uống. Lúc quý vị chạy bộ, lúc quý vị đi bộ, quý vị mệt đổ mồ hôi ra, ngay lúc đó quý vị bồi bổ lại cái lượng collagen. Nếu mà mấy chị em làm nail, tại vì khách của chị đó rất là nhiều. Thưa quý vị, khách của mình là mấy chị nail làm nhà hàng nhiều lắm. Làm thì nó mệt, mà uống nước lạnh thì quý vị là thấy là nó ngán. Cái này nó vừa thơm, nó vừa ngọt ngọt. Một cái hay nữa là cái chất đường ngọt trong cái này nó dùng cho người tiểu đường uống được. Tôi nghĩ rằng nó không kiểu bị tiểu đường. Tại vì hiện giờ thưa quý vị, tình trạng mà các bác và những người trẻ trẻ bị tiểu đường nhiều lắm. Thành ra hai loại collagen Ngọc Nhi vừa đặt ở Nhật đây là những chất đường trong đó hoàn toàn dùng cho người tiểu đường. Nếu quý vị không có ngại là bị tăng lượng đường trong máu hay gì hết. Thưa quý vị, đó là sản phẩm mới nhất của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore Collagen Drinks, hữu hiệu hơn cho quý vị, an toàn hơn cho quý vị, hoàn thiện hơn cho quý vị,
và rẻ hơn cho quý vị nữa, tiết kiệm được. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Và một điều nữa là thuận tiện hơn, tiện lợi hơn cho quý vị khi mà quý vị đi làm, đi chạy bộ, đi tập thể dục, đi chơi xa, thì Ngọc Hân nghĩ đó là một trong những cái điều rất là tiện ích. Cho nên là Ngọc Hân nghĩ là có lẽ là quý vị nếu đã yêu mến những sản phẩm collagen của công ty mỹ phẩm Forever Beaumore thì không thể nào không thử Amino Collagen Powder, tức là DNA của collagen, nghĩa là từ những cái tinh chất mà tinh khiết nhất của collagen và hữu hiệu nhất của collagen để gửi đến cho quý vị. Xin quý vị liên lạc ngay với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore, số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hoặc là nếu mà quý vị có những câu hỏi dành riêng cho những sản phẩm này, nếu quý vị có những thắc mắc, thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Ngọc Hân ở số điện thoại là 561-674-3803. 561-674-3803. Ngọc Hân có thể giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc hoặc là những cái kiến thức gì mà quý vị muốn tìm hiểu về sản phẩm Amino Collagen Powder. Đến đây thì chương trình đã tạm hết giờ. Sau mỗi lần chị em mình nói chuyện với nhau sao nó mau hết giờ quá. Ngọc Hân và chị Ngọc Nhi xin tạm chia tay quý vị ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong talk show kỳ tới của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình với chị Ngọc Nhi và Ngọc Hân. Chúc cho quý vị luôn luôn trẻ, khỏe và đẹp với Forever Beaumore. Xin chào tạm biệt quý vị.